Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Mình là Phong TV đây. Chào bạn nha, mình tên Long. Đó, hôm nay không ngày mưa quá trời các bạn ơi, mà bắt họng nữa nè. Giờ bữa nay mà bệnh luôn rồi. Nói chuyện hết ra tiếng rồi, sao mũi hay không? Tao bệnh. Sao mày không bệnh hả? Tao không biết mày quỷ hay gì á, sao ai cũng bệnh rồi nó không bệnh bạn. Đó, hôm nay là mình sẽ làm vlog về ẩm thực nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món là khoai mỡ nha bạn. Hôm nay mình sẽ chiên bột nha. Đây. Đầu tiên là mình chuẩn bị đây là bột năng, mà cầm vô khoai coi. Thần ơi, chán rồi chứ. Đây, đầu tiên là bột năng nha bạn. Mình đã mua bột năng đây nè, một bịch bột năng. Trời, này gì với ba? Bịch phấn nhà trường mà cài ra vậy. Wow. Cái này là bột bột nếp. Muối biển á. Muối biển đâu, cái này là bột nếp nha bạn. Nãy mình tính mua nguyên bịch luôn mà làm cái này ít quá à. Mình mua nhiều giống gì á thì nó bị dư á bạn. Vậy mình mua nhiêu đây là 300g. Sữa tươi nha, hôm nay mình sẽ chia chiên nó hết bao nhiêu là mình trộn rồi mình chiên đó. Ok, còn này là chiên su mình chấm nha bạn. Chai mới mới mua luôn á. Giờ mình đi mình rửa khoai trước đi. Ok, let's go. Các bạn ơi, bây giờ mình với Long sẽ rửa nha bạn. Sau đó mình gọt nó ra xong rồi mình nạo nha. Ủa không có nạo. Nạo ra đâu mày? Hấp đi. Mình hấp nó lên là mình cắt quanh quanh nha bạn ơi. Mình cho nó mềm ra mới được á. Xong rồi mình sẽ lấy muỗng mình đè cho nó nhuyễn ra, mình làm viên rồi mình chiên nha. Ok, giờ mình sẽ rửa trước đi. Rửa mày. Giờ rửa sạch nha. Nó cục rồi. Ê, rửa hoài này mấy chục năm rồi nó đen thui mày. Đen. Cái gì? Đen không tốt hả ba? Đen hả? Ừ. Đen là tốt hả? Ừ, đen là hư tốt. Mình sẽ vô mình sắc nó ra, mình đem mình hấp nha. Ok, đi thôi nè. Nè, kiểu như mỏng mỏng gì nè, rồi cái mình để vô mình cái này nè, bỏ nước mà hấp nha. Ok. Vừa hơi gấp rồi. Khoai này ngộ ha, nó nhớt nhớt hay dịch. Ha. Đừng nhắc tới tên tao à. Chị cho vui mày. Bạn ơi, mình mới sắc xong rồi, bây giờ mình sẽ đem nó mình nướng xuôi. Ủa lộn. Giờ mình sẽ đem nó mình hấp nha bạn. Mình bỏ vô cái nồi mình để nước giờ mình hấp đi rồi thôi. Mình bên kia mình mượn cái nhà bạn. Chứ cái nhà này họ tới nguyên nó chỗ bay. Đó, vậy mình sẽ tiếp tục chuyên mục mượn nhà. Ok hay không? Nhìn vô gì? Gì? Mày nói gì? Nghèo đâu? Nghèo đâu? Nhà nó không có nghèo. Tại ăn cái không được giàu mày. Sao? Giờ chưa giàu. Chưa vào thôi chứ nó thôi mệt quá, nói nhiều quá à. Bây giờ mình hấp nước đây qua bản mượn nhà. Ok vậy đi. Ok nha. Ok. Ok. Các bạn ơi, bây giờ mình mới nãy mình mới hấp xong rồi nha. Đây là khoai nè các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ nghiền nát nó ra nha. Đây, ở đây. Đó, mình sẽ chờ thế này nè. Thằng ở chỗ này cứ ngắt lông. Nó nhuyễn không? Nó nhuyễn nha. Ok ok. Rồi cứ ngắt à. Vậy chứ nãy luộc gì là thấy mềm lắm rồi đó. Mẹ thấy đỡ rồi chưa? Luộc chứ phải hấp hả? Gì? Tụi chúng phải hấp à? Nãy mày hấp mà. Hấp không? Hấp à luộc. Nãy mày làm hấp mày luộc. Tao cũng không biết nữa. Tao để vô đây á. Nó mềm rồi. Đó, giờ mình đè ra nha bạn. Này nó cũng chưa mềm lắm mày ơi. Nếp vô không ta? Này nếp không mày? Nếp không? Bột nếp. Ừ. Nè bột năng. Rồi đúng rồi, năng. Tại nếp. Này có ghi tên. Rồi để nhiêu vô nè ba. Để như sao? Tên không? Có muỗng không? Để từng cái em. Bây giờ đây là tới đây là bột năng nha. Đó, bột năng này các bạn cũng biết rồi. Mình chiên xù tôm cái gì. Đếp nữa. Tất nhiên trời, phải canh chứ. Ủa cái này khác kia là gì mày? Ờ năng với nếp gì tấn sát vậy, khác gì vậy? Khác gì? Tao cũng biết nữa. Cái này tại này có nhãn hiệu. Đúng rồi. Để đổ vô luôn ha. Đổ vô đi. Cỡ không miếng sữa các bạn, để nhiều quá nó nhão bớt không được nha. Trời ơi, không ăn luôn. Trời ơi. Không ăn. Chú Vinh. Để vô chú Vinh. Mày coi coi tao có biết làm gì đâu. Tao phải siêu đâu biết đâu, tao biết rồi. Mày nhìn được chưa? Muốn sửa đây. Rồi. Cả cắt cái lông. Để bên đi. Giờ mình sẽ bắt đầu mình trộn nó lại mình nắng nha bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nắng hình dạng của nó nha. Muốn hình đạo đó mày nắng gì mày nắng nha, ok không? Nắng gì đâu chuyện. Vậy như vợ tao nha, tao nắng cái kim tự hát Ai Cập được. Tào lao mà mày nắng được cho tiền luôn. Tào lao quá mày nắng hình con gì kia, hoặc là hình tròn không cũng được, cái bông gì đó. Dạ. Được. Ví dụ như tao nắng con khủng long được.
cũng lo mày nắng được không? Dạ. Tao là nắng không được rồi đó. Mày nắng chiên được không? Hả? Chiên được. Chiên thì chiên được á, mà nó không biết nữa, nó ra hình gì thôi. Nó phình nghe nó bộ mày. Phình nữa. Chứ lẽ là nó chiên tròn do vậy không? Dạ, dạ. Giờ tao nặng con mèo chút ra con heo. Phình á. Mày sợ lắm mà mày nặng được, mới sợ lắm, nặng tròn không xong kìa. Giờ mình trước khi mình nắng mình để này thì nó sợ nó dính rồi bạn, mình gắt miếng bột đi nha. Để thôi nó dính đây cái báo nữa. Dạ biết. Tự nhiên nó chảy nguyên cái đường hẳn. Để lên đây nè mày. Gọi vậy đó. À biết sao không? Để sao làm sao? Giờ mình nắng đúng không? Ừ. Cái mình lấy bột làm chén tay nè. Không, không có dính đâu. Vậy? Không có dính. Mà cái mình gọi chén tay. Chén tay nè, cái mình lấy cầm nắng luôn, cái để ăn luôn. Rồi, nắng lắm mấy bạn. Dạ. Trời. Trời, nó chơi chứ giờ mình sẽ bắt đầu nắng nè. Lại đây nè, xin đây coi mình nắng nè bạn. Đầu tiên là mình sẽ nắng trước nha. Này giống cái ly uống người ta. Rồi nắng này Long. Bánh bao. Xong nè Long. Cuộc thưa. Cái này cuộc thưa. Giờ chứ mày nắng hình vậy giờ. Dạ em ra tìm cho coi. Cái tìm đây giờ mày nhắn cái là gì mày nhắn nghe. Mày nắng hình tròn trước đây. Nhìn trái tim rồi. Đó. Tưởng là không được mà cũng thành công rồi. Hai quả tim vàng. Đó sạm đó. Dạ tim hồng. Quá nhìn rồi. Thôi mình nói vậy bạn. Anh đây là anh dẹp nha. Thôi mình để lên đây nè. Mình nặng cái gì đó cha. Nặng gì mà coi nặng gì nè. Cũng lao không trời. Nhớ không. Nặng cái gì đó trời. Cũng lao gì đó. Đó giờ nặng tiếp bạn ơi. Con dẹp nè. Giờ tới hình tròn. Tròn đi. Tròn nghe. Tròn lắm mới được á. Vậy sao mình chiên nghe không biết. Cái gì sao? Nó thằng đó mày bỏ mình chiên. Mày ngớ gì tại. Mình sẽ bắt đầu mình bắt dầu mình chiên các bạn. Này nặng cái gì hoài vậy trời. Nãy giờ bạn đây là nãy giờ cái này gì quá ăn không nổi bạn. Bởi vậy mình tạo thêm một cái hình rất đẹp luôn. Đây là mặt cờ le lưỡi các bạn. Bạn có gì bạn review cho mình nha. Đây là bột chiên le lưỡi. Bản quyền, cục quyền, bản quyền. Bản quyền nha bạn, không ai cứ mình nha. Thử nãy không. Đó giờ mình sẽ chiên nó, không biết nó chín hay không mà chắc được. Thôi giờ đầu chiên đi Long ơi. Nó dầu luôn rồi. Trời ơi, dầu nhiều đó. Các bạn giờ mình sẽ bắt dầu lên nha, mình chiên nó à. Rồi. Bạn thấy quá nhiều luôn bạn, cũng đầu mình tưởng ít nha. Quỷ này nó ít nè, mua thêm cho một củ khoai đi rồi ăn cả làng luôn. Thôi thì vừa thôi. Bạn đừng nhìn cái mặt cờ của mình nha, kiểm á. Cái đó làm chín cái để cho đi. Mặt quỷ á. Để này để sau đây. Để mấy cục này trước mình ăn, mình review trước đi, này ăn sau để vui thôi chứ. Để. Xích lại rồi. Dầu sôi rồi, để được chưa? Đó, lại. Cái này nó chín rồi, mình chỉ để vô nó sôi vàng vàng lên ăn được nè bạn. Để vô. Ủa, có văn gì đâu ba. Làm luôn. Để chiên nha bạn, có bột chiên giòn mày, nó có bột giòn không? Nó là cái giòn hả? Phải quà, tôi biết rồi. Giờ sẽ để cái viên vô các bạn. Sao nước không thấm viên vậy ta? Được rồi. Lấy hết không? Anh nhìn lấy con đồ đũa ta. Biết mày. Để cái kiếm tao vô coi. Vậy. Đó thiệt chứ. Này làm đồ chơi cho trẻ em hả chị á, chứ ăn gì trời. Này là cái đinh lên kìa. Vậy. Cái này kính gì đâu. Ờ kính vậy. Ờ cho nó vàng á. Ờ vàng chứ. Ngon ngon á. Bạn giờ mình để dẹm vô nha. Dẹm mình á. Đừng chơi ngay đây. Dẹm tao đó. Chị vô bỏ vô gì vô. Dẹm em chị ơi. Chị đi. Cái núm nè. Ủa cà phê chứ vậy. Dầu hết rồi mày ơi. Không có thắng mấy cục gì trơn á. Nè cái chở này nè. Ăn trước rồi mày. Chưa quay mày ăn rồi. Ờ. Mình đang chiên hủy quá bạn ơi. Anh thằng ơi hết ra hình hài gì luôn rồi Vinh. Vinh. Ôi. Dầu quá. Nghĩ không chiên đúng không? Cái gì? Biên nè không biết nào chín nữa bạn. Nè bạn thấy không? Ngon ghê không? Mà quỷ này nãy làm khét đến mấy cái à. Chín rồi. Chín rồi. Điên như mày. Trời. Mẹ gì hả ta? Nó lũ văng mày. Dầu nó văng. Giáo gì trời. Là mấy là bếp mày. Gì? Ta chiên cái vung sẹo sẹo lên á. Trời cái đó người ta nào biết. Ôi là trời. Giống ơi giống ơi. Bị quá giáp chín rồi nè. Giờ bạn thử nha. Đó giờ chưa làm nha. Cái này lần nào luôn mày làm chưa? Chưa. Chưa làm cái gì tao mới làm mày ăn đó. Còn món cháy không à? Ừ. Ăn lại nha. Được thôi nè. Công sức lâu quá trời luôn mày. Giờ mình sẽ bắt đầu hướng nha. Đây tissue mình đã xịt ra đây. Chấm ăn thử ngon không mày? Nè trời ơi. Cái cục này thủy quái gì vậy mày? Để điện thôi sao bạn lâu. Ăn cục đầu trước giờ. Nhỏ
nhỏ này. Ăn hình trái tim trước đi. Thôi cục này ăn sao bạn? Cục quá to luôn rồi. Nãy có cái lử nữa mà ấy giờ nó hết lử luôn rồi. Giờ thử nè. Đây là nước Pepsi phải không? Đúng rồi. Ok, giờ ăn hình trái tim các bạn. Yêu các bạn ăn ba đồ chiên này uống có ga mới ngon. Đó, đúng rồi. Chấm thử rồi. Này miếng trái tim mình nha các bạn. Chấm vô. Chấm vô ăn mới có mùi vị được, bột không à. Rồi. Mời bạn nè, hình trái tim nha. À. Mời bạn nha. Bạn không thấy ngượng hả? Bạn không? Vậy? Có ngượng đâu không? Không ngượng hả? Ngượng chứ. Không. Ngượng lắm nha. Cái nào? Cái nào? Nói gì vậy em lại? Thằng này nó bị cảm à. Ôi trời gà, chào gà. À không các bạn, bị bệnh các bạn ơi. Tại nó nói xàm á. Không bị cảm bị bệnh các bạn. Bị bệnh vậy. Nè bạn nè, mời bạn nè. Nhân cái viên chân châu nha. Vô bạn đi bạn, đừng có nói nhiều. Các bạn nè. Rồi mình ăn cái này mình nói nha. Cho bạn coi trong à. Rồi thấy dài không? Ừ. Thấy dài không? Ừ. Cái dài dài kiểu gì giống gì mày? Dài như sợi mì kukumi. Trời ơi, lao. Còn quảng cáo không mà. Không. Đây nè bạn bẻ bạn coi nè. Đó, bạn thấy khói lên không? Này là khoai tím ở trong là nó chín, nó dẻo nghe, nó còn ở trong á. Chứ ở ngoài là nó vàng vậy thôi. Mời bạn nha. Tại nãy là mình có luộc nó rồi á. Ủa lộn, mình có hấp nó rồi bởi vì nó còn nó chín rồi bạn. Chứ hồi là mình chiên vậy đâu có chín được. Dưa cục này là không giờ chín nổi. Nướng tới mơi giờ cũng chưa chín. Chiên tới mơi giờ cũng chín. Đó, ăn có mùi vị như vậy. Ở trong này bột dai đã. Ừ. Ăn có mùi vị chưa? Mùi dầu. Ừ. Mùi dầu là nhiều nhất nha. Ăn kiếm nha bạn, của mày nè. Cho là đà. Của nó để đi. Của nó để nó xíu nó ăn đi. Dạ, ăn cái tim tiếp. Hồi nó không cho mình không kể. Kể là cái bạn. Ờ, nó hoài đi. Mở bạn nè. Con bạn. Bạn nha. Tối nay bệnh tội nghiệp quá, các bạn thương mình nghe. Chứ không mũi rồi không được. Mũi em. Mũi gọi em. Đang dò bột thì Ôi. Trời mưa. Trời mưa các bạn. Mà trời trời không ngất nước. Mà nước này hơi mặn nha. Thôi là trà nó hoài đi. Nè. Nó nổi rồi. Đó, để các bạn thấy nó dài không. Bộ nó trông đã kìa hay không. Trời mưa nấy hoài. Trời mưa thiệt kìa. Hồi nãy thì không gớt một hộp mưa luôn. Mà tự nhiên nãy gớt cái gớt. Nhiều nước nghe bạn. Dài á. Thôi giờ mang thử cái cục bự nha bạn. Thằng lên nó bự tuyệt trời. Mình bánh nghe thấy không. Đây. Sao ăn sao nổi trời. Các bạn. Trời ơi, cái cục thằng thánh của mình nè. Đây. Này à, ơi này kiểu như mà cục khoai chiên mà kiểu như bà tăng cho mượn á. Thấy chưa? Này như kiểu mà mình không chiên luôn á. Ừ. Này như bột mà để chân chiên ngoài có vàng vàng mà. Được chạy. Được không mày? Ăn được, tao nói mày ăn được. Ăn được. Thử miếng đi. Thử miếng đi. Thử miếng đi. Tao đi chơi trong cái mẹ kiếm tao chết á. Đó ăn nha. Ăn được, nóng. Ơi. Thử coi. Này như kiểu mình mới dò bột cái mình chưa chiên ăn luôn. Vô thử nghe mày. Ngon. Nhả. Đúng. Đúng. Mình ăn vô thì kiểu như bột mà mình kiểu như mình dò ra mà chưa chiên á. Chưa chiên như á. Chưa trong á. Khuyến cáo các bạn là đừng khuyến cáo các bạn là đừng làm theo phong cách của mình nha. Là mình chiên chà bá lửa giống bà Tân là mình chết luôn á. Coi giờ mình ăn mấy cái nhỏ nhỏ này trước đi. Để nè. Ăn này cũng rất ngon, mùi vị của nó có sữa trong nữa. Nãy mình có để sữa bò nữa mà. Vô nghe Vinh. Bột hơi nhiều. Ăn được. Ngon á. Mấy thằng nhỏ này chín nậm rồi. Ừ. Trời sắp dưới mưa kìa, ngồi đây mày ăn hoài đi. Thôi rồi, mưa rồi bạn ơi. Thôi. Mình ăn cũng tới đây thôi bạn ơi. Nếu mình cũng đơn giản thôi nha. Để các bạn cách ra làm gì khoai mỡ chiên giòn nha. Nhưng mốt giòn là trước khi bạn chiên giòn là các bạn đừng bị bệnh gì nha. Thôi nha. Để người khác làm đừng có dài. Để người khác làm. Rồi. Rồi giờ chắc mình kết thúc video ở đây nha. Nếu các bạn thích video mình để mình một like. Một là subscribe kênh, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Giờ mình chắc có video nha. Mình gần được 10.000 người đăng ký các bạn. Ước mơ của mình tới đó đó. Thấy không? Ước mơ đó hả? Ước mơ tới đó à. Chứ ước mơ nữa không biết chuyện nào tới nha các bạn.
Thôi giờ kết thúc video thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn, chắc các bạn cũng đã thi rồi đó. Giờ chúc các bạn thi tốt nha. Ok, gắng lấy điểm 0 về lộn lộn điểm 10 nghe, về cho cha mẹ nghe. Điểm 0 là chết á. Chứ này là tao biết ra điểm mấy rồi đó. Tao thi điểm toàn điểm. Thằng ơi, nói giờ thi có nhiêu điểm đâu ba? 0-1 à ba ơi. Lớn nhất rồi đó. Thôi bạn ơi, chắc chúc em đây. Nói nhiều quá, cũng bạn cũng còn chán. Bye, bye, bye bạn nghe.